Chưng hết ga luôn cái nè. Trời ơi. Con bự. Ôi con bự cho bá. Ôi trời ơi trời nó phóng rồi ra. 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 Ó. Ó. Ừ. Con nào mấy con. Ôi trời ơi đâu vậy ra. Đó, đó, đó. 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 To quá. Đã không? Nè. Con ớt trắng bóng. Con nào mấy cho bá các bạn ơi. Cái bụng bên bên là cái bụng quá trời đã luôn nè nè. Ủa rồi chào tất cả các bạn nha, bữa nay hai dưỡng cháu đi bắt bắt ốc đi cắm ếch nha các bạn. Chiều nay mình sẽ quay sẽ cho các bạn xem cái clip đi cắm ếch. Rồi giờ trước tiên là mình phải đi bắt mồi, bắt ốc đang làm mồi về đi cắm ếch nha các bạn. À, xung quanh đây là vườn thanh long nè các bạn ơi. À, bữa nay là mình cắm ếch ở trong vườn thanh long luôn nha. Rồi bữa hổm mưa nghe ếch nó kêu. Ếch nó kêu nhiều quá rồi. Bây giờ mình đi cắm nha các bạn. Rồi bây giờ hai con cháu đi bắt vài con ốc rồi nặng chiều tối đi cắm ha các bạn. Cắm ếch á. Rồi. Giờ mình quay lên trước nha các bạn. Hôm nay đi bắt ếch, hôm nay đi bắt ốc có Bi đi theo nữa nè các bạn. Đi, cởi khẩu trang ra chào rồi. Rồi đi. Rồi đi về dài vô mấy cái mương nặng bắt ốc. Bắt ốc Pháp á. Đây là cái mương hậu cá nha các bạn. Cá tai tượng nhiều lắm. À, để hôm nào mình quay mình thả thức ăn xuống là nó nổi lên nhiều dữ lắm. Rồi giờ quanh đây là ốc nhóc luôn. Đó, bây giờ mình bắt nè các bạn, mình quay bắt vài con cho bạn xem nha. Đó, ốc nè, ốc Pháp không nè đây các bạn, ốc Pháp quá trời luôn. Trời ơi, chỗ này một không đủ rồi nè. Làm hết trơn nè. Đây các bạn ơi, bây giờ mình đi bắt ốc xong rồi đó. Giờ về mình đập nè. Mình đập ra mình lấy mình làm mồi nha các bạn. Mồi còn phải chế nữa. À, chế mồi cắm ếch vô nữa chứ không phải ốc không nha các bạn. Ốc không mà ếch nó không có ăn đâu. Bí quyết của mình á, mỗi một người đi cắm ếch là có một cái mồi bí quyết riêng. Bây giờ nè là mình đập, mình làm mồi sớm nè, mình ủ xong rồi tới tối á, chiều á là mình đi cắm á, mình móc mồi cắm á, là cái con mồi nó sình lên, rồi nó thúi. Con ếch nó chịu ăn cái mồi thúi lắm, nó sình lên nó thúi rồi là con ếch nó có là ở xa là nó lại hết trơn rồi các bạn. Rồi bây giờ hai con cháu đập xong hết rồi. Rồi thôi giờ tới bắt đầu mình lễ lấy cái mặt của con ốc ra, nặng tối mình móc lưỡi câu cắm, còn cái bụng của nó mình để làm mồi nha các bạn. Các bạn nha, bây giờ mình mới cái đắp bãi nè các bạn. Đây đây mình quay qua đây cho bạn xem, đây là cần câu nha, cần câu cắm ếch nè các bạn. Đó, mình ra lấy ra cần cho bạn xem nè. Rồi lưỡi câu, cần câu và lưỡi câu nha các bạn. Bạn thấy không? Bây giờ mình móc mồi, mình ghim mình cắm, bạn thấy chưa? Đó. Mình móc mồi mình để lưỡi vậy nha các bạn, ếch nó lại nó ăn cái nó táp vô ngay đó cái là nó dựng lại dính rồi các bạn ơi. Bây giờ mình đi tiếp cần thứ hai các bạn ơi, nay mình cắm mười mấy cần vậy đó. À,
cánh vườn này là vườn thanh long nha các bạn. Vườn thanh long vườn này là mấy cái mương này là ếch cụ không các bạn ơi. Đậu mùa mưa nó kêu dữ thần kêu lắm. Nè, tại vì mương này nói chung là mương nhà ở không có ai vô xôi ớt hết, không có xôi ớt, không có bắt ớt gì hết. Nè, chỉ có lâu lâu cái mình mới làm mồi mình đi cắm nè, mình dính ếch nè, ếch bự bự không à, ếch có ếch nhỏ lắm mà dính ếch con mình cũng thả lại luôn các bạn ơi, mình lấy ếch bự luôn à. Dòng vườn này ếch bự luôn nha các bạn. Mình đi cắm mấy năm trước cũng vậy, ếch nhỏ là mình dính mình thả lại hết, mình chỉ lên bắt mấy ếch bự thôi, bởi vì vườn này ếch bự dữ lắm. Tối nay mình cắm rồi, mình cắm này rồi tối không có đi thăm nha các bạn, sáng mình mới đi cuốn luôn, tại vì giấc tối là không đi thăm mà lý do gì biết sao không, lúc này Covid nhà nước ra quy định này không có ban đêm, không có cho đi ban đêm, không có đi ra vườn gì hết ban đêm hết, chỉ có ban ngày được đi thôi. Nên mình cắm xong rồi mình để tới sáng mình mới cuốn luôn. Rồi giờ mình đi tiếp nha các bạn. Đây các bạn ơi, tuần thứ hai nè các bạn. Đó, mình móc xong rồi mình mới làm ổ xong rồi mình móc xong rồi nè các bạn, mình đi cắm nhiêu cần nè các bạn. Con bọc này cũng 20 mấy cần lận các bạn ơi. Bây giờ mình quay tận chân cho các bạn hai cần ha nha các bạn. Rồi mình đi cắm sáng mình đi ra ngoài vườn mình đi thăm rồi có dính thì mình quay cho bạn xem. Ở đây là bảo đảm các bạn dính là ếch bự bự không các bạn ơi. Vườn này vườn nhà mình á nên không ai vô cắm nha, đó giờ luôn chỉ có mình cắm thôi à. Lâu lâu mình cắm cho nó kiếm ếch bự, kiếm ếch ăn, nhưng mà ếch cành cành không các bạn ơi. Rồi các bạn ráng đón sáng nay mình đi thăm dính ếch cho các bạn xem nha. Ếch đây là bảo đảm các bạn là ếch cụ không á. Giờ mình quay tượng trưng hai cần thôi các bạn. Rồi sáng đi thăm rồi mình sẽ quay cho bạn xem tất cả luôn nha. Rồi tất cả các bạn nha. Sáng nay mình đi thăm ếch nè các bạn ơi. Bữa nay đi gồm có hai nhóc đi theo nè. Đây là con mình. Chào. Chào đi. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào đây. Tất cả các bạn. Chào cô chú rồi các bạn. Chào cô chú, chào tất cả các bạn. Đi. Rồi hai đứa đi trước đi. Chị. Rồi Bi đi trước luôn. Bi hôm qua đi cắm chỗ nào lại coi. Nhớ không? Đi. Đi lại coi có dính không? Đi lại đây coi có dính không nè. Thôi cầm cái này ra đi. Đây không có một cái túi đồ nghề. Đi đâu đó vậy? Đây, dính rồi nè, dính rồi nè các bạn ơi. Dính con ếch bự nha. Dính thôi. Vậy quá lố rồi nè. Ếch chà bá luôn nè nha. Rồi. Đây, một con nha các bạn. Rồi dậy rồi kìa. Rồi, bây giờ thôi cầm đi. Cầm cái này nè. Nè không biết. Rồi cầm quay ngay chỗ này nè. Bạn cho gỡ một cái. Đổ rồi các bạn ơi, dính ếch chà bá rồi. Ếch chữa. Đây, một con. Đây bị cầm giùm con. Rồi. Vô. Vô. Da bẻ chân mới chưa? Thôi. Bỏ vô vỏ rồi. Quay đừng có lắc không.
về đừng cắt kép gì luôn nha. À. Cắt cái khúc về anh coi cho anh nói chuyện. Đây. Đi tiếp các bạn ơi. Chưa dính hả chưa? Chưa. Đây. Anh đây dính nữa nè. Dính nữa nè. Đó. Ủa. Đó. Ủa. Ủa. Trời ơi, vậy kìa. Đó. 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 To quá. Đã không? Bây giờ ơi, mốt làm 7 con rồi. Rồi đi bây giờ. Lỗ rồi, dính hết nè, ít cái quá lỗ rồi. Quá lỗ luôn rồi chú Việt ơi. Hai con rồi. Đó, đó. Đó. Ước máy á. Hết quá to luôn rồi các bạn ơi. Gỡ ra coi. Trời ơi nó dãy ra kìa. Đây chính là khu. Tiếp tục nữa các bạn ơi. Lát nữa cái con. À, đi qua hướng này kìa có không? Đi qua hướng này nè. Hả? À, đây dính con nữa ơi. Ừ đúng rồi ừ nó dãy ra kìa trời màu đen trời ơi dãy ra ra luôn cái nè trời ơi con bự trời bá trời trời nó phóng rồi kìa 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 ó ó ừ con nào không thấy này giờ, giờ cầm đi tiếp luôn con ớt cầm đừng có rung cái tay ừ rồi giờ mượn cháu nó cầm giờ mình gỡ ra trời nó dãy dãy gì đâu dưới thân vậy con ếch con mày chắc phải bẻ giò nó mới được chơi trời ơi quá lạ con nào không thấy chà bà không các bạn ơi nó rồi mà ếch ở đây là câu dính ếch bự không à nó một cách ngụy trang rất là làm cho kẻ địch rất phân tâm. Mốt con này chín ngắt luôn khỏi phân tâm nữa. Sao chín ngắt ơi đâu có đồ ăn gì đâu một con bự chờ bá nữa bạn ơi ba con rồi ba con rồi ấn ngừng quay nha rồi bấm tạm dừng đi rồi tạm dừng rồi đi ba tiếp con. Nữa các bạn ơi dạ rồi đi qua hướng bên đây ha qua lại dòm coi nó có sót không. Hey. À, rồi không dính rồi đây không dính rồi các bạn ơi dở lên đứng qua không có rồi các bạn ơi không có rồi năm còn câu dính ba con bốn mà ủa bốn ba đây hộp hộp trời ơi cục màu cho nên luôn mời ra bỏ lấy mồi khác lấy mồi khác chi đem cuốn về chứ à. Ừ. Ok các bạn ơi rồi đi tiếp nữa các bạn ơi đi tiếp ổng mặt Canada luôn mặt Canada Canada tiếng Mỹ ừ đây ngồi đây cần không dính luôn để. Cần nữa không dính nữa rồi hôm nay hơi tệ rồi sáu cần dính ba con lợn đây không dính nữa rồi quá chênh lợn rồi đi tiếp các bạn ơi hai đứa nhỏ nó đang đi kiếm kìa kiếm coi còn đi kiếm coi mấy cái bãi á mình cấm cũng dày dày không ạ cấm cũng dày dày không giờ hai đứa đi kiếm phụ đây dính rồi dính rồi dính rồi rồi
nó này. Con hết bụi trà bá luôn các bạn ơi. Quay. Đó, quay qua đây cho các bạn coi nè. Wow. Đó, thấy chưa? Để quay rồi. Nè. Mất cái khẩu trang vô đây coi. Thôi, bỏ túi đi. Con có túi. Con đừng có lắc. Dạ. Con cầm cứng vậy nè. Cái con để xuống quay sát xuống vậy nè. Ớt các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa? Cầm đừng cho cái màn hình nó lắc. Đó, nó vậy đó. Ôi, quá trời con này luôn. Quá trời luôn các bạn ơi. Trời bá luôn. Nó kêu, mời tiếng kêu cực kỳ nham hiểm. Hết khủng các bạn ơi. Mua đi mua dính, gì mà ớt mặt dính gỡ muốn không ra luôn. Đấy, ở vô. Con ớt nó kêu nhen. Đó. Cũng còn hơn quá dím nữa. Ủa mà bọc này cao hơn tầm nhảy con ớt đúng không vậy? Ừ. Đi quay dòm cái điện thoại á. Dòm chỗ khác. Còn quay không? Dạ còn. Giờ nghỉ tạm dừng thôi mấy cảnh. Ừ. Đây các bạn ơi, nãy giờ cuốn mười mấy gần 20 cân rồi, 20 cân hơn 20 cân nữa các bạn ơi, còn hình như còn có 1 cân 2 cân nữa thì nó hết rồi, thì dính được 4 con rồi các bạn ơi. Dính hả? À, quá đã à, hai đứa đi trước là dính thôi kìa. Ếch khủng hả? Dạ. Đâu? Quậy ra kìa, Rồi, quậy thấy ghiền luôn. Ếch dính bậy. Ếch bá dính. Đó, quậy ra kìa. Như cá vậy. Nè. Con ếch trắng bóc. Con nào mấy chà bá các bạn ơi. Cái bụng bên là cái bụng. Quá trời đã luôn nè. Nè. Quá trời luôn. Quá trời đã các bạn ơi. Nhảy hoài vậy. Nó nhảy vậy kìa. Con này nó xong quá đó. Con cuối cùng. Ủa phải cuối không kìa? Còn 1 cân 2 cân gì nữa đó. Hả, hình như đây hết luôn rồi Bi ơi. Hết rồi. Đây là cần cuối luôn rồi. Cho anh nói mười mấy cần luôn rồi đó. Ừ. Nãy giờ đó thăm mười mấy cần rồi đó. Ừ. Bị chấm áo gì? Rồi xong các bạn ơi, chừng nào quay chừng nào đăng nha. Rồi thôi giờ hai đứa chào anh chị cô chú các bạn đi. Bye bye. Rồi thôi giờ clip mình tới đây mình cũng kết thúc luôn ha các bạn. Tổng cộng dính được 5 ếch. Đây thôi đem lại cho quay coi, tổng cộng dính được 5 ếch nè các bạn. Rồi con khủng không nè, 5 con này cả ký rồi các bạn ơi, im quá các bạn ơi. Rồi thôi bye bye, hẹn gặp lại các bạn clip sau nha.